Ninh tịch chậm gì gì, lái xe đến. AK vừa tẹt điều thuốc xuống đất, sắn tay áo lên sông đến. Bắt đầu xú lông. Cái thằng danh này, mày trêu người bọn tao đó hả? Mày lái với vận tốc bao nhiêu thế? Con xe cực phẩm của tao mà mày lái như xe đạp điện thế hả? Mày xem thường tao đó hả? Cậu ta khó khăn lắm, mới thắng được một lần. Kết quả một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Còn bị mọi người cười nhạo, còn bực hơn cả thua đúng đấy, tịch tử, mày quá đáng quá rồi đó. các anh em đợi mày nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. anh tịch thật đáng ghét, làm em thua mất một nụ hôn, nhưng mà em không chịu đâu. ak không đánh mà thắng, nhất định phải đua lại một trận nữa em mới phục. đua lại thì đua, ai sợ ai. ông đây đường đường chính chính thắng cậu ta. tất cả mọi người mồm năm miệng mười, tranh nhau nói. ninh tịch cũng không trả lời. Mãi cho đến khi cởi mũ bảo hiểm ra xuống xe, dựng xe chắc chắn, sau đó mới cẩn thận bế tiểu bảo ngồi đằng sau xuống. Ơ, anh tịch, đằng sau xe anh có cái gì thế? Sao tôi nhìn thấy giống trẻ con thế nhỉ? Tịch tử, không phải là mày lừa được ở đâu đây chứ? Chuyện thất đức như thế, chúng ta không được phép làm. Đúng thế, tịch tử, mày bình thường thần bí như thế chẳng lẽ Mày thuộc tập đoàn buôn bán trẻ con à? Ninh tịch cởi mũ bảo hiểm trên đầu tiểu bảo ra, rồi liếc đắm người đó một cái nổi giận quát. Vớ vẩn, đây là con trai tôi. Cái gì? Tịch, anh đã có con rồi á? À? Biểu cảm của Hương Hương như thể thế giới sụp đổ đến nơi. Anh thế mà lại có con lớn như thế này rồi á? À? Làm sao có thể như thế được? Ô xích, oh, tịch tử, đã kết hôn rồi á ngay cả con trai cũng có luôn thoáng cái tất cả mọi người đã vây quanh bé trai đứng bên cạnh ninh tịch tất cả những người có mặt ở đây không ai vui bằng a ca cái gã này vừa nãy còn tức điên bây giờ lại vui đến sắp phát điên tịch tử anh em tốt ông được lắm thế mà có cả con rồi đấy giỏi lắm nhìn con trai ông mắt to xinh xắn đáng yêu như thế này cha cha mau khai thật đi vợ ông nhất định là một đại mỹ nhân đúng không? Ừ, vợ tôi ấy à? Ninh Tịch xoa cằm, trong đầu liền hiện lên gương mặt lạnh lùng lục đình kiêu. Đích thực là một đại mỹ nhân. A ca liền cười lớn. Ha ha, tôi biết ngay mà. Hương Hương, bây giờ thì em có thể đá cái gã này đi rồi nhá. Hương Hương dậm chân, nước mắt lại chả trực khóc, sán vào lòng ninh tịch. Em không tin, không tin. Tịch, vợ anh đẹp đến đâu nào? Có đẹp bằng em không? Anh không hề thích em chút nào sao? Rõ ràng anh còn hôn em cơ mà. Trong thoáng chốc hương hương sán lại ninh tịch ấy. Tự nhiên, cảm thấy sống lưng lạnh buốt quý đầu liền thấy cậu nhóc rõ ràng rất đáng yêu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, giống như một con sói con đang bảo vệ lãnh địa của mình. Ninh tịch hoi nhẹ một tiếng bế tiểu bảo lên, vỗ vỗ chấn an thằng bé, đường ninh tịch bế lên tiểu bảo lại như một con sói con biến trở lại thành bánh bao nhỏ đáng yêu cái tay ngắn vòng lên cổ ôm ninh tịch ngoan ngoãn đặt cái đầu nhỏ lên vai cô ninh tịch vừa chấn an thằng bé vừa xin lỗi hương hương xin lỗi hương hương đó chỉ là quy tắc của cuộc chơi mà thôi nếu như có gì khiến em hiểu lầm tôi rất xin lỗi trong lòng tôi chỉ có duy nhất một người là mẹ của con trai tôi đó là người tôi yêu nhất cuộc đời này và cũng là người duy nhất tôi yêu ninh tịch nhân cơ hội này khiến cho hương hương từ bỏ ý định đường tịch tôi ghét anh nhất hương hương bật khóc chạy mất ninh tịch vỗ vai a ca còn đứng được ra đó làm gì mau đuổi theo đi a ca ngay ra mất một lúc rồi mới phản ứng lại đập tay với ninh tịch một cái sau đó vội vã đuổi theo sau một hồi trò chuyện với mọi người ninh tịch đội lại mũ bảo hiểm cho tiêu bảo các anh em hôm nay tôi đưa con trai theo nên không tiện tôi đi trước đây lần sau sẽ mời mọi người đi ăn thịt nướng uống bia xả láng đây là cậu nói đó nhé đúng thế không được cho chúng tôi leo cây đâu đấy đúng rồi lúc đó nhớ mang theo cả vợ cậu đi cho tôi xem mở rộng tầm mắt nhé ha ha đúng đúng nhất định phải đưa đi cùng đấy ninh tịch lừa mấy gã đó một cái sẵn giọng biến đã bảo là đại mỹ nhân rồi mấy ông nghĩ tôi có thể để cô ấy tới trước mặt đám sói đói bọn ông sao xì cả đám xì dài một tiếng bóng đêm dần dần lùi đi chân trời dần dần hiện lên những vệt sáng bất chi bất giác trời đã sắp sáng rồi ninh tịch men theo đường quốc lộ đến một con hẻm nhỏ từ đằng xa đã ngửi thấy mùi hương cực kỳ mê người của thức ăn bay đến ninh tịch dừng xe ôm tiểu bảo xuống đói rồi đúng không cô đưa con đi ăn món ngon nha Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo bước vào một tiệm ăn nhìn trông có vẻ đã lâu đời, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Cô gọi một lồng Tiểu Long Bao và hai bát mì văn thắn. Tiểu Long Bao vỏ mỏng nhân nhiều, mì văn thắn cũng đầy đủ nguyên liệu, phủ một lớp dầu vừng, đặc chế, thơm lừng, giải lên một chút hành thái nhỏ. Chẳng mấy chốc Ninh Tịch đã ăn hết chuẩn bị đánh chén sang bát thứ hai. ngẩng đầu lên nhìn bánh bao nhỏ, thấy thằng bé cũng ăn hết một bát tô đầy ự, hơn nữa còn đang liếm môi tỏa vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn ninh tịch bật cười cái bụng của con sao chứa được nữa đồ ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều trong một lần được một bát là đủ rồi nào thử một cái tiểu long bao đi cái này cũng rất ngon đấy vừa nói vừa gắp một cái chấm một ít giấm rồi thả vào cái bát nhỏ của thằng bé lần này bánh bao nhỏ ăn rất từ tốn như thể không nỡ ăn hết Ninh tịch chống cằm nhìn bánh bao nhỏ đến thất thần. Càng nhìn lại càng thấy khó chịu. Hít sâu một hơi kiềm chế lại tinh thần mới rơi ánh mắt đi được. Bánh bao nhỏ ăn hết một cái tiểu long bao. Khuôn mặt buồn buồn tiếc nuối. Lần sau... Suýt chút nữa thì ninh tịch bật thốt lên câu. Lần sau lại đưa con đến. Cổ họng cô nghẹn lại. Ăn sáng xong, ninh tịch nhìn điện thoại. Đã sắp 6 giờ rồi, còn hai tiếng nữa là phải đưa bánh bao nhỏ về rồi. Còn quay lại phim trường quay phim nữa. Chỗ này cách châu sang ảnh đế rất gần. Ninh tịch đưa thằng bé về căn hộ của cô. Rửa mặt cho thằng bé để tránh khiến cho hai ông bà hoảng hốt. Với sự quan tâm lo lắng của hai ông bà, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được kiểu chơi như thế này. Tiểu bảo nhìn thấy gương mặt sạch rẽ của mình trong gương. Ánh mắt trực bỗng trở nên ảm đạm. Ninh tịch lấy cái bút nhớ màu hồng trên bàn trang điểm. Vẽ dâu mèo, và cái mũ hồng hồng cho thằng bé nhìn vào trông thật giống một chú mèo con đáng yêu sau đó cô liền vẽ y hệt như thế cho bản thân mình mèo đáng yêu không tiểu bảo sờ sờ râu mèo trên mặt mình vẻ mặt của thằng bé giờ mới khá hơn một chút ninh tịch ôm thằng bé ủ rũ ngồi lên giường tiểu bảo có buồn ngủ không nào con có muốn ngủ một lát không Bánh Bao nhỏ lập tức lắc đầu, đôi mắt mở to. "Ồ, vậy chúng ta làm gì bây giờ?" "Để cô nghĩ xem nào." Ninh Tịch cố gắng suy nghĩ, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là cô phải trả lại tiểu bảo rồi. Cô còn có thể làm gì với tiểu bảo đây? Làm gì để có thể khiến thằng bé đặc biệt vui vẻ? Nghĩ nghĩ cũng không biết làm sao nữa. Trong nháy mắt tâm trạng của cô bỗng sụp đổ, nước mắt đã kìm nén rất lâu, đột nhiên không thể kìm nén được nữa. Có thể là vì đã đè nén quá lâu, cho dù biết rằng đang ở trước mặt bánh bao nhỏ, không nên như thế này, nếu không sẽ khiến thằng bé sợ. Nhưng mà cô thực sự chịu không nổi nữa. Bánh bao nhỏ ngồi trên giường, ngồi ngẩn ra nhìn ninh tịch cuộc trên gối khóc không thành tiếng. Cả người cũng dại ra, trong mắt tràn đầy luống cuống và kinh hoàng. Mãi một lúc sau, nó mới thử vỗ vỗ lên lưng cô như bình thường vẫn hay chấn an nó nhưng mà nó vừa mới vỗ nhẹ mấy cái cô tiểu tịch lại càng khóc dữ hơn bánh bao nhỏ sợ hết hồn không dám làm gì lung tung nữa con người đen nhánh đầy lo lắng nhìn ninh tịch đôi mắt của thằng bé cũng dần nhưng nhức nó cũng muốn khóc nhưng mà nó không thể khóc cô tiểu tịch còn cần nó bánh bao nhỏ cố gắng ép mình không khóc lôi một cái điện thoại di động nhỏ từ trong túi ra thực ra nó cực kỳ ghét cái thứ lạnh như băng này không thích việc chỉ có thể liên lạc được với cô tiểu tịch của nó bằng cái thứ này, cho nên nó mới cố chấp không chịu dùng. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, bánh bao nhỏ chủ động dùng điện thoại mới mà Lục Đình Kiêu chuẩn bị cho cậu nhóc. Bánh bao nhỏ nhanh chóng gửi cho ba mình một cái tin nhắn. Khóc. Trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, Lục Đình Kiêu đang ngồi trước bàn đọc sách ở thư phòng. Sau khi đọc được tin nhắn của Tiểu Bảo, liền ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa là làm vỡ cái cốc đặt trên cạnh anh lập tức nhắn lại hỏi ai khóc cô tiểu tịch sao tiểu bảo chỉ nhắn lại một chữ ừ lục đình kiêu ngay lập tức hiểu được lý do tại sao ninh tịch lại khóc nhưng mà đối với lời cầu cứu của con trai anh cũng bó tay đành chịu thực sự thì anh chẳng có bất kỳ kinh nghiệm gì để dỗ con gái đang khóc cả lục đình kiêu bật máy tính lên bắt đầu nghiên cứu tiểu bảo đã thúc giục liên tiếp hai lần liền Lục Đình Kiêu mới vội vàng gửi một bức ảnh cho cậu bé. Trong ảnh là một mẩu chuyện cười. Để cô ấy đọc cái này thử xem sao. Tiểu Bảo vội vã đưa bức ảnh cho cô Tiểu Tịch xem. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng bất an. Ninh Tịch mắt mũi rưng rưng ngẩng đầu lên. Loáng thoáng nhìn thấy một đoạn văn trên di động của Tiểu Bảo. Ngày xưa, Táo và Lê là đôi bạn thân. Nhưng sau này Táo chuyển nhà đi mất rồi. Cho nên bọn họ hẹn nhau rằng 10 năm sau sẽ quay lại nơi này. 10 năm sau, Táo lại trở về nơi đó, nhưng mà đợi mãi rồi mà vẫn không thấy Lê xuất hiện. Táo đợi mãi đợi mãi, cuối cùng biến thành cái màn hình plasma. Phụt! Ninh tịch đang khóc thì bật cười, quả thực giờ cười giờ khóc. Bảo bối, chuyện cười này của con nhạt quá đi mất. Hơn nữa, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, rất giống phong cách của ai đó, Xin lỗi bảo bối Cô vừa nãy có chút mất kiểm soát Cô đi rửa mặt cái đã Ninh tịch lúng túng sụt xịt Đứng dậy đi vào toilet Cô đúng thật là Trong đầu thì muốn chấn an tiểu bảo Thế mà cuối cùng lại phải để tiểu bảo dỗ ngược lại mình Sau khi ninh tịch vào toilet rồi Tiểu bảo lén lút nhắn một cái tin gửi đi Cười Lục đình kiêu ở đầu bên kia đang căng thẳng Cuối cùng cũng được thở vào một cái ngay sau đó anh không yên tâm nhắc con trai mình một câu còn nhớ những gì ba dặn con chứ nhìn thấy tiểu bảo nhắn lại một chữ vâng anh mới yên tâm đôi chút đúng vào lúc này cánh cửa thư phòng đột nhiên bật mở lục cảnh lễ thất kinh lao vào trong biểu cảm trên mặt như thể trời sụp xuống đến nơi anh hai thôi chết rồi ông già nhà mình về sớm hơn dự kiến hơn nữa đã về đến cổng rồi kìa lục đình kiêu gật nhẹ Ừ. Lục cảnh lễ sắp khóc đến nơi. Ôi trời ơi! Ừ, thế nghĩa là sao? Rốt cuộc thì anh có cách nào không? Với cái tính cô chấp của ông già nhà mình, nhỡ đâu không chịu nổi kích thích lại làm ra cái gì đấy thì sao? Ai mà khuyên cho nổi? Mà thảm nhất là người để cho tiểu bảo đi với ninh tịch chính là anh đấy. Lục cảnh lễ tựa hồ đã đoán ra được tình cảnh bi thảm của mình trong tương lai. Lúc này, dưới nhà đã vang lên tiếng bước chân tiếp sau đó vang lên tiếng đối thoại giữa lão gia tử và người hầu tình hình của tiểu bảo hôm nay thế nào rồi thưa lão gia tiểu thiếu gia vẫn chưa dậy ạ ừ để ta lên xem thế nào lão gia tử dồn hết sự chú ý lên đứa cháu nội bảo bối về đến nhà việc đầu tiên đương nhiên là đi thăm tiểu bảo lục cảnh lễ phi như bay xuống nhà giơ hai tay ra cản trước mặt lão gia tử Ba, ba có đói không? Ba đi ăn sáng trước đã. Mẹ con từ sáng đến giờ vẫn đang bận rộn trong phòng bếp kia. Đợi lát nữa rồi ăn. Ba lên xem Tiểu Bảo đã. Thôi, ba ăn rồi lên xem sau. Không ăn là đồ ăn nguội mất đấy. Lạnh thì để người hầu hâm nóng lại là được rồi. Như thế thì mất hết dinh dưỡng rồi còn gì? Lục Sùng Sơn giờ mới phát hiện ra có cái gì đó là lạ. Ông sầm mặt không vui nhìn anh cái thằng nhóc thối tha này có phải con lại gây ra chuyện gì rồi nữa không lục cảnh lễ cười khan gãi đầu con con đâu có con thì có thể gây ra chuyện gì đây lúc này lục lão phu nhân đi ra từ phòng bếp bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy gọi tiểu bảo dậy ăn sáng đi ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu thôi xong lần này thực sự không trốn được nữa rồi Thấy vẻ mặt của lục cảnh lễ có cái gì đó là lạ Lại cứ chắn trước cửa phòng không cho bọn họ vào Hai ông bà liền phát hiện ra Có chuyện gì đó không đúng Lục Dùng Sơn tức giận gạt anh ta sang một bên Đẩy cửa bước vào Trong phòng trống không chẳng có ai Vẻ mặt của Lục Dùng Sơn thoát cái liền thay đổi Đen xì như bão tố sắp đến Tiểu bảo đâu? Nữ hầu chịu trách nhiệm chăm sóc tiểu bảo sợ đến mức mặt mũi trắng bệch kinh hoàng nói. Sao lại thế này? Tiểu thiếu gia rõ ràng là vẫn ngủ trong phòng mà. Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Bao nhiêu người mà không trông nổi một đứa trẻ con? Lục cảnh lễ thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát, đang chuẩn bị đứng ra gánh tội, thì đúng lúc này đằng sau lưng anh bỗng vang lên một giọng nói lành lạnh. Tiểu bảo không phải là phạm nhân. Lục Sùng Sơn giận tím mặt quát cái thằng khốn này mày đưa tiểu bảo đi đâu rồi có phải mày lại đưa đến chỗ con nhỏ đó không cái thứ không bằng xúc sinh tiểu bảo là con trai ruột của mày mày lại giao nó cho một đứa con gái phẩm hạnh không ra gì như thế à đến mức này thì lục lão phu nhân cũng không chịu được đình kiêu lần này con hồ đồ quá rồi làm sao có thể để tiểu bảo đi cùng với cô gái ấy được bầu không khí càng lúc càng căng thẳng Lục cảnh lễ vội nói. Ba, mẹ, có mấy lời con đã giấu từ trong lòng rất lâu rồi. Dù ba mẹ có đánh gãy chân con, hôm nay con cũng phải nói. Giống như anh hai con đã nói vừa nãy, tiểu bảo là cháu của ba mẹ chứ không phải là phạm nhân. Hai người trông giữ nó nghiêm khắc như thế. Đối với tiểu bảo mà nói thì nơi này chẳng khác gì cái nhà tù. Tuy rằng mấy ngày hôm nay ở đây vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng có ngày nào là nó thực sự vui vẻ không bọn con chẳng qua chỉ để tiểu bảo đi cùng người bạn tốt nhất của nó người cô mà nó thích nhất hai người làm gì mà như trời sắp sập đến nơi thế xúc sinh hai đứa chúng bay đã quên mất tại sao tiểu bảo lại biến thành như thế này rồi hay sao lục sùng sơn nói rồi vung tay tát cho lục cảnh lễ một phát lục đình kiêu kéo lục cảnh lễ ra phía sau anh bốp một cái một cái tát đau điếng sáng lên mặt của Lục Đình Kiêu. Anh... Lục Cảnh Lễ giật bắn. Lục Sùng Sơn nhìn bàn tay của chính mình. Ông có chút sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, Lục Cảnh Lễ ăn đòn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên ông đánh đứa con lớn, luôn luôn khiến ông vừa lòng. Lục Đình Kiêu lau vết máu dỉ ra ở khóe môi, răng mặt lạnh như băng con thả để tiểu bảo chết đi từ lần ngoài im muôn đó, còn hơn là để nó sống như bây giờ. Mày... mày... Lục lão gia tử ôm ngực, lùi lại về phía sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngất đi vì quá kích động. Lục lão phu nhân vội chạy đến đỡ ông. Đình kiêu, sao con có thể nói như thế? Dù cho cách làm của ba mẹ và ba con có gì không đúng, con cũng không nên nói ra những lời mất dạy như thế. Có cái gì quan trọng hơn là sống? Lục Sùng Sơn khó khăn lắm mới xuôi xuôi xuống được một chút, đứt quãng ra lệnh cho thủ hạ tâm phúc đứng bên cạnh. Hình vũ, cậu đi, dù bây giờ tiểu bảo có ở đâu đi nữa, cũng mang nó về ngay cho tôi. Nói rồi ông lạnh lùng nhìn hai đứa con trai. Còn hai đứa chúng mày từ ngày hôm nay không cho phép bước vào nhà cũ một bước. Lục cảnh lễ nghe thế liền dãy này. Ba, ba làm thế này là chuyên quyền độc đoán đó. Tần Thủy Hoàng còn không như ba. Ba... Còn đang định lại nhảy tiếp, Lục Đình Kiêu đã dùng ánh mắt, cấm anh nói tiếp nữa. Không còn cách nào khác Lục Cảnh Lễ đành câm nhín. Thật đúng là Hoàng đế không vội, thay dám hốt hoảng. Bây giờ đã là lúc nào rồi, Rốt cuộc thì anh hai có để lại hậu chiêu gì không đây? Không cần lão gia tử phái người ra ngoài tìm. Ninh tịch cũng sắp đưa tiểu bảo về rồi. Đến lúc đó hai bên chạm mặt, cảnh tượng sẽ còn khủng khiếp đến mức nào nữa đây? Anh quả thật không dám tưởng tượng mà. Quả nhiên lúc hình vũ, lĩnh mệnh, điều động tất cả nhân thủ ra ngoài tìm kiếm tiểu bảo thì đã có người hầu chạy như bay vào nhà kích động hết lên. Lão gia, lão phu nhân, tiểu thiếu gia cậu ấy về rồi ạ cậu ấy đang đứng ở cửa sau đấy ạ cái gì tiểu bảo về rồi à lục sùng sơn đứng bật dậy sau đó đen mặt hỏi tiểu thiếu gia về cùng với ai cùng cùng với một cô gái ạ một cô gái trông rất xinh đẹp người hầu run rẩy lắp ba lắp bắp nói quả nhiên là vậy Ta ngược lại muốn xem xem, người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến hai đứa bay thi nhau nói đỡ cho cô ta như thế. Bây giờ ấn đường của Lục Sùng Sơn về Ninh Tịch đã tệ hại đến cực điểm. Trong lòng ông, cô chính là một đứa con gái hồng nhan họa thủy, lòng dạ thâm sâu khó lường. Lục lão phu nhân vốn dĩ đứng ở thế trung lập, hiện tại sau khi trải qua chuyện này, bà đã hoàn toàn đứng về phe của lão gia tử. Thế nên Lục lão gia tử lục lão phu nhân cộng thêm cả lục đình kiêu và lục cảnh lễ phía sau kèm theo một đoàn người quản gia lẫn người hầu một đám người ùn ùn kéo về phía cổng của hậu viện cùng lúc đó ninh tịch đang lo lắng không thôi gọi điện cho lục cảnh lễ vừa nãy cô hình như nhìn thấy một cô hầu gái ló đầu ra nhìn dường như là đã phát hiện ra cô và tiểu bảo rồi chắc sẽ không có vấn đề gì đâu chứ chết tiệt sao mãi không gọi được cho lục cảnh lễ vậy Rốt cuộc cái tên này đang làm gì thế không biết Lúc đang suốt hết cả ruột Ánh mắt của Ninh Tịch liếc vào trong sân Ngay sau đó cô liền ngẩn ra Cô thấy dẫn đầu một đoàn người là một ông lão Mặt mũi âm trầm Trông vô cùng đáng sợ Bên cạnh có một bà cụ rất có khí chất Vẻ ngoài chăm sóc khá tốt Đi sau là Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ Nối đuôi là một đống người hầu Tất cả bọn họ đang ùn ùn kéo về phía cô Ôi trời đất ơi Cái tên lục cảnh lễ chết tiệt kia Tình huống này rút cuộc là như thế nào